Ok, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu một cái trang nạp robot mới. Thì trang này là do mình làm ra, kiarobot.com. Thì mọi người viết theo như vậy. Thì sau khi mọi người vào thì mọi người hãy gia nhập vô cái group Roblox mình đã để dưới này đây. Và sau khi gia nhập xong thì mọi người nhập tên tài khoản vào, bấm kiểm tra, khi nó hiện ra dấu check thành công thì chọn nhà mạng và nạp thẻ cào. Sau đó bấm vô cái ô này và bấm chữ giao dịch. Vậy là xong, ok. Wow, wow, wow. Ở đây là có thanh niên nào đây ta? Ý, thanh niên này nè. Ta, đậu phộng. Hết hồn. Trời ơi, nó lọt. Ok, hello, xin chào mọi người. Mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Escape the Paper Shop. Paper Shop là cái tiệm hớt tóc nè. Thì hôm nay là cuối tuần rồi, nên là mình quyết định đi hớt tóc. Nhưng mình tính hớt ở đực hết rồi. Nhưng mà, ôi, có thanh niên nào ngoài ra ngoài đường được. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mình đang bị nhốt vào bên trong cái tiệm hớt tóc đây. Thằng ông chủ đây, nó rất, cái nhìn cái mặt của nó rất là mức dại. Nó đã nhốt mình vào những người chơi khác ở trong cái tiệm hớt tóc này rồi. Không biết nó nhốt vì mục đích gì nữa. Có vẻ như nó hớt mình để nó cạo lấy đầu chọc của mình. Để là nó cạo chọc đầu mình, nó lấy tóc để nó bán chẳng hạn. Cái đó cũng là một cái điều tại vì tóc bán cũng khá, cũng có tiền dữ lắm. Ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu, mình sẽ trốn thoát ra khỏi chỗ này đó. Đây là có một thanh niên chu cho cái đầu tóc cơ. Oh man, thì cần chứ. Không biết ai cấp giấy phép cho cái thằng điên này nó mở cái tiệm này nữa. Yes. Ok, và bây giờ là mình sẽ đi thôi. Mình sẽ bắt đầu trốn thoát ra khỏi cái chỗ này. Wow. What the hell, cái gì thế? Ok, ôi. Bảy. Bắn cái đi, đúng rồi. Bắn cái đùng cái là được rồi. Bắn cái đùng cái là mình đi được. Ok. Hiện tại giờ thằng Bami nó đã chơi game này rồi. Nhưng mà theo như là cái game này á là... Hôm trước là mình có một cái... Chơi một cái game giống mi chơi như vậy. Nhưng mà thực chất ra là... Nó... Cái cách... Cái game nó khác nhau hoàn toàn luôn. Nó không có giống như cái game đợt trước mình chơi. Đấy. Nên là bây giờ là mình phải sẽ trốn thoát ra khỏi chỗ này thôi. Để coi game này có tổng cộng là cái 29 cây. What the hell? Nhiều dữ vậy? 29 cây biết chừng nào mới xong. Chắc đi có 5 heo luôn á. Ui giời, mém đó là xe cán rồi. Làm cái gì mà để có cái xe trong này nhờ. Ôi giời ơi, hai thanh niên kia nhảy sao mà trúng vô cái cục xịt. Cái nước xịt nó chết luôn mới ghê chứ. What the hell, đúng là nó chưa bước qua mà. Mình mới giờ đụng nhẹ vô thì giật điện, giật teo héo luôn rồi. Ok, để coi bây giờ là hãy tìm cách để lên trên được cái rút rất là cái chân nhà ấy. Ok, ý, cái chân này, cái chỗ này đi được nè. Ok, đây, no, thôi mém được cái sắp mặt rồi. Oh, thì cần chứ. Ok, yes, qua được rồi. Cái chỗ này là đi phải đi một đoạn khá là xa thì nó mới có chỗ lưu cho mình nè. Ok, chỗ này thì cứ từ từ mà nhảy thôi, không có gì phải xoắn cả. Đấy, cởi rồi. Yes, hay quá, mình đã lên được rồi. Hú hồn xi mén luôn. Acid hả? Sao cái những cái phát tóc có acid gì vậy? Trời, đánh ghen hả? Chắc vợ ông này đánh ghen dữ lắm nè, nên là thủ sẵn cái chai acid trong này. Thiệt tình. Chắc là gặp khách hàng chơi là tát thẳng mặt luôn. Ủa giờ đi đâu nữa? Ok, thấy rồi. Game này 29 stay chắc là mình phải đi nhanh mới được. 29 stay là nhiều lắm luôn ấy. Ok, rồi, qua được rồi. Easy thôi mà. Ôi, cái kéo gì mà bự vậy? Ok. Nói chung mấy cái này nó không làm... what the... Cái công đơ biết đi. No. Lãng quảng không khéo nó cạo... nó cạo dưới đất là nó cạo chuỗi lông luôn á. Nó cạo chuỗi lông... lông u. Không, dịch đúng hơn là lông mu. Bạn nào học sinh sinh học là sẽ biết lông mu là chỗ nào. Ôi, sao hồi đi gặp nữa vậy? What the hell? Nó cạo... Ôi, thanh niên này tóc bạc là chắc luôn nè, không? What? Nó cạo chọc đầu thằng này để nó bán kiếm tiền rồi. Không ổn rồi, bây giờ là mình phải trốn. Mình phải đi ra khỏi chỗ này thôi. Ui, hình như là vô ngay phòng trang điểm rồi. Phòng trang điểm rồi, không ổn rồi. Ok.
Yes, qua được rồi. Nói cây kéo khổng lồ. Để làm gì thì mình không biết. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có hay ho gì đâu. Ok, lên được Sky thứ 16 rồi, cũng nhanh đấy chứ. Ngon, 27 Sky gì chứ 29 Sky gì chứ, mình lên rất là easy. Mình vượt qua như một vị thần. Oh. À, cái này là cái gì ta? Giống như cái lược ấy. Cái này đúng hơn gọi là cái lược nè. Đấy. Cái lược, nhưng mà cái lược này không biết nó chảy làm kiểu gì. À, không phải cái lược mà là cái đồ vũ tay. Đúng rồi, có trong này là thường là kết hợp với làm nail, làm móng ấy. Nó sẽ có vũ móng tay. Đấy. Ở thanh niên nào nãy giờ mà cứ kêu mình cầu cứu hoài, nãy giờ thanh niên này mới đi có level 8 mà cứ kêu hép hoài à, thiệt tình chứ. Ok, và mình sẽ đi clip qua bên này. Cái gì đây? Cái gì? Hãy nhanh chóng đi xuống dưới cái chỗ cái chuột khổng lồ, cái cầu chuột khổng lồ ấy. Ok, và mình sẽ đi thôi. Yes. Ok, và mình đã qua thành công rồi. Ôi, cái này easy luôn mà. Ok, đây là một phút dành cho final lần này là của bạn Gia Hải. Bạn đã vẽ cho mình khi mình đang chơi Murderer Mystery, Murderer của Minecraft server Hypixel. Bạn vẽ khá là giống đấy chứ, khá là đẹp luôn. Sau này mình còn làm đáp nữa nè. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có final thì cứ gửi vô phần cá nhân của fanpage, mình sẽ lựa ra vào cho lớp video ngay nhé. Ok, bây giờ mình sẽ qua lại game thôi. Rồi, phải nói là cái cầu trường này là rất là dễ luôn ấy, cực kỳ dễ. Ok, và mình sẽ đi tiếp thôi. Mình sắp sửa thoát ra được khỏi chỗ này rồi. 29 Sky easy thôi mà. Yes, 20 Sky rồi. Cố lên. Ui, cái gì vậy? Ok, mấy cái chỗ này mình đi không được rồi. Ôi, cái ghế mà nó bị rỉ sắt luôn cơ. Ghê thật chứ, nhìn là mình nổi da gà luôn ấy. Ôi, no. Ôi, không xin mấy cái chỗ này mình đứng được. Thế mà mình cứ tưởng là mình đụng vô cái này là mình sẽ bị đột biến gen này nọ rồi sẽ chết chứ. May là mình không chết. Có vẻ như là ổng mua hàng của Trung Quốc ấy, nên là mấy cái chất độc này nó không có đủ. Ủa cái gì vậy? Cái này cái gì đây? What the hell? Cái này là cái gì nhỉ? Đây là một trong những cái hair blower, máy sấy tóc hả? Đúng không? Oh, ok, vậy là mình phải nhảy hả? Căng nhỉ? Trời. À, máy sấy tóc nè. What the hell? Máy sấy tóc mà mình cử cái gì? À, bây giờ này là chỉ có mỗi cái ống thông gió ở đây thôi. Bây giờ là cứ theo cái tiêu chí, cứ theo cái công thức của mình, cái tiêu chí của mình mà đi thôi. Cứ đường bên phải mà bàn. Đường bên phải mà phan là cỡ nào nó cũng tới. Ok, đường bên phải luôn, và đường bên à không, đường này đường cục. Đừng có dạy dò mà đi vô. Ê, đường cục thiệt bay, trời thiệt tình chứ. Hi, ôi chỗ này có đường đi nè, trời mình không ngờ là chỗ này nó có tầng 2 luôn á chứ. Cố lên mấy thanh niên, cố lên, hãy cố gắng trốn thoát ra khỏi chỗ này, nếu không là ổng sẽ cạo đầu chọc mình chứ không phải là undercut mình. Yes, và cuối cùng, đáng lẽ hồi nãy là mình nên quẹo bên phải mới đúng. Mình nên quẹo bên phải. Hồi nãy là mình tự nhiên mình không đi theo công thức của mình mà mình đi thẳng luôn, là mình thấy mình sai lầm luôn ha. Cứ đi theo bên phải mà đi là cỡ nào nó cũng ra được hết. Ui. Ủa cái ai cái chỗ hồi nãy nè. Ok, hồi nãy là mình đi vào đường này và sau hồi một hồi mình đi ra bằng đường này. Thiệt tình. Ok, và mình sẽ đi xuống như này thôi. Để coi mình có được cái phòng nào rồi ta. Công nhận cái tiệm hớt tóc chỗ này dài thì cái chứ. Ôi, trời lãng quạng, mình đứng ngay chỗ này là mình sẽ chết liền luôn nè. Ôi, bạn nào mà vô có cái màn này là hạn chế đứng ngay chỗ này nha. Để ý nè, đó, đạn nó bắn vào tuốt ở chỗ kia luôn. Ok, và mình đã quá là thành công rồi. Ý chỗ này mình đi được không? Trời ơi là trời, nó gài hàng dễ sợ luôn ta. Mình cử nó đi chỗ này được chứ, ai về đi không được. Ồ, mấy đây là mấy uống tóc nè. Nó để vậy chứ đừng ai mà nhảy qua hướng bên này nha, rất là dễ chết. Cứ tìm cái đường nào mà nó ngắn nhất mà nhảy thôi. Ok, ow! Mới vừa nói xong mà nó chưa bước không qua, thiệt tình luôn.
Ok, một cái. Yes. Piu. Rồi, đậu phộng đúng kim thúi luôn không? Mình đã qua được rồi. Mình đã qua được rồi mà nó còn bắt mình chết nữa thì. What the hell? Không thể nào tưởng tượng được. Game nó điếm thúi. Ok, qua được rồi. Ôi, cái gì vậy? Wow. Cứ từ. Ôi, cái gì vậy? Ôi. Sao mà cái ghế cuối cùng nó đi điếm thúi? Ok, mình ơi. Sao cái thằng này nó ra đây nhanh dữ vậy trời, thiệt là luôn á. Ok, thôi mình sẽ chạy ra. Ý, hình như mình thấy ra được bên ngoài rồi nè. Yes. Ok, nhảy qua mấy cái này là easy. Mình sẽ vượt qua cái này nhanh thôi. Vậy này thì hãy nhanh chóng mà chạy xuống dưới con đường. Xa kia là mình thấy cái gì rồi đó. Ok. Và cuối cùng mình cũng đã thoát ra được khỏi cái tiệm hớt tóc điên khùng này rồi. Đây, tiệm hớt tóc điên khùng đây. Yes. Leo. Tao thoát được khỏi chỗ này rồi nè. Đố mày cắt được cắp tao đó. Tao sẽ đi tiệm khác tao chơi. Tao không đi tiệm mày nữa. Tao thề luôn. Tao không đi tiệm mày nữa. Tao sẽ cạch mặt mày ra. Để coi cái tiệm này có gì. Tiệm này có là barber. Đặt cái tên nghe quệt chết. Barber là tiệm hớt tóc rồi còn muốn gì nữa. Wow. Ở đây là có thanh niên nào đây ta? Ý, thanh niên này nè. Ta, đậu phộng. Hết hồn. Trời ơi, nó lọt. Ôi, cha mẹ ơi, tôi nổi dần gạch chớn rồi. Thiệt tình chứ. Nó làm mình hết hồn luôn. Ôi, đúng là chơi dại dễ sợ luôn mà. Đã trốn rồi, ôi là trời, coi cái xe này nó chơi nhau dễ sợ luôn á chứ. Vãi thật, vãi cái xe. Đùng, chết không hiểu lý do luôn. Ok, và mình đã win được cái này rồi, và nó nói đi. Yeah, cuối cùng mình cũng chúng ta cũng đã trốn thoát được khỏi cái tiệm hớt tóc quái dị đó rồi. Nhưng, bây giờ làm sao con có thể lấy lại được tóc của tôi? Chờ đi con, vài tháng nữa là sẽ có thôi. Coi bây giờ là mình nó sẽ cho mình cái gì đây. Ồ, cái chạy nhanh với lại cái nhảy cao thôi nè. Chứ có gì đâu mà hot nha. Để coi bây giờ là ok, bây giờ là mình sẽ đi vòng vòng xung quanh đây thử có cái gì mới không. Ồ, một cái bed. Một cái bed nè. Bed over nè. Hay quá. Và mình đã trốn thoát ra khỏi chỗ này thành công rồi. Và mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like và một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.